Chúng ta sẽ học ba cái phần chính hôm nay, đó chính là phần project information và project parameter và share parameter. Đấy, share parameter. Trong đây nó có nhiều cái kiểu share parameter và các cái dạng khung tên, text và add label nha. Chúng ta sẽ làm chi tiết các cái phần đấy. Thì đầu tiên ấy thì trong quản lý ấy, ví dụ như là các bạn sẽ thấy đây nó đang có cái các cái phần về quản lý, ví dụ như về sheet này. Mọi người có thấy đây không? Thì trong những cái phần này để chia ra như này thì người ta phải làm sao? Người ta phải share parameter đúng không? Share parameter thì nó có hai cái vấn đề share parameter ở đây. Để các bạn chọn đây, ví dụ đây là phân loại theo sheet thì các bạn sẽ thấy là vào mỗi cái phần bản vẽ này. Đó, phần bản vẽ thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có phần là text, là phân loại sheet đúng không? Phân loại theo cái gì, theo bộ môn hay theo cái gì, thì ở đây nó có, để các bạn có được cái phần này ra thì chúng ta phải làm như thế nào. Ta sẽ phải vào là manager đây, ví dụ tôi mở một file mới hoàn toàn. Thì khi chúng ta tạo ở đây ra là view sheet đây. À không, đây các bạn nhìn này, các thấy đây đúng không? Và bây giờ tôi muốn sắp xếp cái này theo thứ tự, theo phần 1, phần 2 hay phần chung hay phần gì đây, chọn này. Đây có thể tôi cho 5 cái sheet set cho nó dễ làm. Thì bây giờ tôi muốn phân loại rồi đây, vì trong bảng này là default của nó chưa có cái gì đúng không? Bây giờ tôi muốn phân loại nó thì các bạn vào manager này, thì ở đây nó có phần là project parameter. Project parameter thì ở đây project parameter nó có phần là add, modify và remove, thì chúng ta chọn vào đây là add. Add thì nó sẽ ra bảng chúng ta đây là parameter property, nhưng mà ta chọn ở đây là chọn là project parameter, là những cái xe này là những cái cấu kiện này, cấu kiện có sẵn ở trong cái gì này. Ví dụ như là tôi chọn ở đây là gì, là bộ môn đúng không, tôi ghi đây là bộ môn nha. Các bạn để instance thì nó sẽ nằm ở bên ngoài này, còn để vào try ấy, thì nó sẽ nằm trong edit try của các cái phần category này. Thì đây tôi chọn này, tôi để là comment, tôi để đây là text, nó sẽ nằm ở thư mục text là try a parameter, còn đây là group, nó sẽ nằm ở text hay nằm ở other hay nằm ở dimension hay nằm ở cái gì đấy, cảm thấy không? Text, ok. Và các bạn chọn tôi đây, bên này các bạn phải chọn tôi đây là sheet đây này, cảm thấy không? Là nó sẽ được project parameter, nó sẽ được thêm thông số vào cái gì, vào phần bản vẽ, vào đây ok, này bộ môn ok. Thì bạn sẽ thấy đây nó chữ bộ môn này đúng không, vào các bản vẽ này, này nó có bộ môn đúng không. Tiếp tục bộ môn rồi chúng ta sẽ đến cái gì, project parameter, chọn add tiếp đây, tôi chọn đây là hạng mục, hạng mục đúng không, ok hạng mục, hạng mục, hạng mục thì các bạn cũng để project builder để instance, và các bạn chọn đây tôi là sheet set sheet này, chọn nhớ chọn này để là text này, tôi để là text ok. Thì các bạn sẽ thấy đây nó có chữ text này, được chưa, nó nằm ở mục text ấy. Đó, thì đây là Azure, mình có thể để Azure cũng được, hay để in the free data cũng được, hay để ở đâu cũng được, nhưng tôi đang chọn đây hạng mục đây là text. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Đó, thì khi mà như này ấy, thì tôi sẽ phân chia ra được đây, ví dụ như bộ môn ở đây là bộ môn kiến trúc, tờ này là bộ môn kiến trúc. Đó. Đây là sẽ là hạng mục, ở đây hạng mục là gì, hạng mục ở đây là mặt bằng, ví dụ như vậy. Phần 1 không một, ví dụ đây tôi ghi đây là mặt bằng ok rồi, thì các bạn sẽ thấy đây, nhưng mà đây các bạn sẽ thấy nó không, chưa xuất hiện đúng không, nhưng mà để chúng ta lọc ra cái ra đấy đã chọn mà project này, vào logo, vào vào đây chọn này, thì các bạn sẽ chọn vào này, thì các bạn sẽ phải tạo cho tôi một cái là Bro, nó tạo ra một cái sheet, một cái kiểu ví dụ đây là ô là hiển thị hết, draw là theo người vẽ hay theo cái gì nhá, mình có thể lọc
cái bản vẽ này theo cái gì mà mình mong muốn. Thì đây mình có thể tạo ra đây, ví dụ như tạo ở đây tôi ghi đây là sheet set chẳng hạn. Sheet set. Ok. Thì trong cái sheet set này các bạn muốn lọc theo cái gì? Ví dụ như đây tôi muốn lọc theo là gì? Theo bộ môn. Đúng không? Các bạn lọc theo bộ môn này, sau đấy là bạn lọc theo hạng mục này. Rồi, ok. Được nhá, các bạn tích vào đây. Ok. Thì các bạn sẽ thấy đây nó có bộ môn kiến trúc này. Phần 1 là mặt bằng này đúng không? Ví dụ như ở tờ này, nó sẽ là mặt cái phần này nó sẽ là bộ môn đây, là bộ môn kết cấu rồi. Đúng không? Hạng mục ở đây là hạng mục phần 1. Phần 01. À, ví dụ như là móng này. Ok. Đây, các bạn sẽ thấy là kết cấu này. Đúng không? Phần móng này chọn đây này, các bạn chọn đây, các bạn chọn bộ môn ở đây là gì? À, MVP. Đúng không? Bộ môn đấy. MVP. Thì khi bộ môn này hạng mục MVP ở đây là ví dụ như là phần 01 chẳng hạn. Không biết tiếng Việt nữa. Phần 01. Ví dụ như là điện. Điện nặng. Điện nhẹ. Ok. Các bạn sẽ thấy đây, tách ra. Đúng không? Điện nặng điện nhẹ, ví dụ tách ở đây à, MVP, còn cái này các bạn muốn cho đâu thì các bạn để chọn đây, ví dụ như kiến trúc này. Được nha. Những hạng mục này hạng mục gì? Ví dụ như là hạng mục ở đây là phần nào? Phần mặt bằng này à. Đây. Mọi người thấy không? Tôi để sắp xếp được. Đây kết cấu này. Phần móng này. Mọi người thấy không? Thì bắt đầu tôi sắp xếp được các này. Vì khi tôi cho các cái sheet set ra thì tôi có thể là quản lý được các cái sheet set đó. Đây, view. Sheet này. Chọn này. Ok. Thì khi bạn đưa ra đây thì bạn phải chọn luôn nó là cái bộ môn nó là cái gì. Đúng không? Môn kiến trúc. Chọn là phần gì? Mặt bằng. Đây. Mọi người thấy không? Thì đây là một cách đơn giản nhất của cái sheet set. Đúng không? Nhưng bây giờ tôi muốn một cái cấu kiện là một cái cấu kiện là cấu kiện 3D để tôi đưa parameter vào trong đó. Đúng không? Thì như thế nào? Ví dụ đây. Tôi có một mặt bằng này. Ví dụ như đây tôi có bản vẽ triển khai nội thất đây. Đây, thì các bạn sẽ thấy đây nó có một cái thông tin là thông tin của cái ghế này. Đúng không? Cái ghế này thì các bạn sẽ thấy vào editor này, các bạn sẽ thấy thông tin ở đây nó sẽ có là gì? Đây. Toàn bộ là ví dụ như là contour được chưa? Là vật liệu được chưa? Và dimension là kích thước, đúng không? Và tất cả các keynote, code, đơn giá, time mark ở đây. Đúng không? Description mô tả. Nhưng bây giờ các bạn muốn đưa thêm một trường thông tin nữa vào đây. Ví dụ như đây là try design, ví dụ design ở đây là ai, nó có tên của người design ở đây này, đúng không? Thì bây giờ tôi đưa một thông tin ở đây là nhà sản xuất, được chưa? Tôi ghi là hãng sản xuất. Thì để đưa vào thông tin vào cái khối 3D này như thế nào, thì đây các bạn chọn này, thì các bạn cũng phải chọn là manager project parameter, và các bạn phải chọn add ở đây là các bạn chọn cho furniture, các bạn chọn là gì, hãng sản xuất đúng không? Đúng chưa? Hãng sản xuất thì các bạn để là toy, toy nó nằm bên trong toy, thì cái cấu kiện này nó thuộc về furniture, thì mình để vào furniture, thì toàn bộ cái furniture, các category của furniture nó sẽ có cái phần là gì? Hãng sản xuất. Tôi để là common, tôi không để là chiều dài, ví dụ các tham biến là chiều dài, còn cái này tôi sẽ để là in field data. Đó nha. Cái này thông số của nó sẽ là text, còn đây để là in field data. Này. Bạn thấy không? Ok. Rồi, ok. Thì khi đấy các bạn chọn này, các bạn nói Edit thì bạn sẽ thấy có chữ ở đây là hãng sản xuất. Thì khi có tất cả các thông số ở đây thì chúng ta có thể làm sao? Chúng ta có thể thống kê với các cái đồ đấy được. Có nghĩa là đây là chúng ta mới nhập được liệu, đúng không? Chúng ta mới nhập được cho nó. Ví dụ như các bạn muốn bóc một cái lớp vữa chát tường thì các bạn phải
cho nó là mark, yêu cầu share parameter trong đấy nó phải có mark vữa, vì sau đấy nó sẽ thống kê theo mark vữa chứ nó không thể thống kê khối lượng theo tất cả là bao nhiêu mét khối vữa được, vữa phải chia theo mark chứ. Người hiểu ý tôi không nhỉ? Thì bắt đầu là chúng ta sẽ tham dự vào những cái phần ngoài cái này nữa cơ, những cái này là chưa đủ mà còn phải thêm rất nhiều trường thông tin nữa. Thì đây là người ta gọi là tạo trường thông tin và nhập thông tin. Người hiểu ý tôi không? Thì khi nhà hãng sản xuất này, ví dụ tôi chọn ở đây là gì, nhà sản xuất A nhỉ? À ok, thì các bạn nhập các trường thông tin dữ liệu ở đây, code đơn giá ví dụ như bao nhiêu, ví dụ các bạn có thể biết là cái đơn giá cái này, ví dụ như là một cái này là bao nhiêu tiền, ví dụ như 15 triệu chẳng hạn. Đó thì đây là cost, nó sẽ là 15 triệu đúng không? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ thống kê cái việc đấy như thế nào. Thì chúng ta sẽ vào view đây, ở phần schedule này. Điểm danh cái lớp nâng cao schedule từ từ tí. Tôi sẽ chọn này, ví dụ như tôi thống kê là furniture. Furniture đây. Ok. Thì các bạn sẽ thấy ở đây, trong đây nó sẽ có đưa được ra những cái gì? Nó có cả cái trường thông tin của hãng sản xuất này. Các thấy không? Nó sẽ đưa được các trường thông tin này, ví dụ như level này. Đúng không? Đó, hay là cost, đơn giá này. Ừ, hay là số lượng này. Đó, ví dụ đây. Hoặc chúng ta có thể là try try mark try name này. Try ok đây, thì mọi người sẽ thấy đây nó sẽ có tên ở đây, ví dụ như là tủ giày gỗ chẳng hạn đúng không, thì ở trong đây mình cũng có thể là sửa được tên mà, tủ giày nhá. Thì khi cái này thì mình phải sửa vào tên ở trong family thì nó mới sửa được, trong đây không sửa đấy. Thì bây giờ nhà sản xuất cái này là bao nhiêu, cái này là bao nhiêu tiền, bây giờ cũng sẽ là cộng được số tiền lại và khối lượng của nó, bàn thờ rồi các thứ nhá. Thì ví dụ như những cái này ấy, cái tên này ấy, mà mình muốn biết nó ở đâu ấy, ví dụ như cái này, cái ghế sofa này thì mình chọn là in highlight, có nghĩa là gì, là người ta sẽ show ở trong này, trong mô hình này nó show ra đây luôn. Mọi hiểu nhỉ? Có từ bảng thống kê và bảng này nó sẽ làm sao? Nó sẽ link file lại với nhau. Nó sẽ link lại với nhau. Ừ. Ừ. Thì khi mà những cái này ấy, chúng ta sẽ thêm được các cái trường thông tin đấy, thì chúng ta sẽ dùng công cụ ở đây là share parameter này và manager này. Chúng ta sẽ dùng công cụ ở đây là công cụ Project Parameter, là chúng ta có thể add thêm các cái trường thông tin vào đây. Thì đây là một cách, các cái trường thông tin là trường thông tin gì? Đơn giản. Đúng không? Cho được cả 2D này, 3D này. Đúng không? Các cấu kiện. Đây này, các cấu kiện ở đây. Kể cả như các cái sàn này, khi mà các sàn này chúng ta muốn thêm các cái thông tin gì về sàn, hay chúng ta muốn để lọc thêm những cái gì, khi mà chúng ta cần filter, chúng ta cần biết, ví dụ sàn này tôi muốn là nhà sản xuất cũng như vậy đấy, thì tôi có thể add được thêm vào mà. Không hiểu ý tôi không nhỉ?